Rồi, hay quá, đã có va chạm chín để cho B2 thuận tiện hơn bao giờ hết. Một gương mặt rất lạnh lùng. Một băng lên và tiếp tục là va chạm với bi số 9, nhưng lần này thì đã khiến cho bi số 3 hơi khó một chút. Cân luôn cho sợ anh em ơi. Ôi đen quá, bị cái lại vào lỗ. Quá đáng tiếc. Móc bi 5 ra vì bị cái ở lại ở lỗ bi góc này. Không, nó tính lập tính công luôn. Bằng công bi số 5 mà lỗ 10 luôn, nhưng mà không thành công thôi. Giấu bi anh em ạ, lần này thì có vẻ quý ông người Pháp đã điềm tĩnh và có một tình huống phải nói là vừa hay vừa may của quý ông người Pháp Đỗ Khải. Không chạm bi số 8 thì cũng là một tình huống khó dành cho Martin, đã có một tiếng lắc lồ. Có chạm bi số 6 hay không? Đó là một tiếng lỗi rồi. Cơ hội dành cho quý ông người Pháp Đỗ Khải. Rồi, một tiếng cu lê nhẹ nhàng. Vâng, chào, cảm ơn bạn Đỗ Tiến Quang đã donate cho anh em ấy là 200.000. Nhưng mà vừa rồi có vẻ như là B8 lại gặp trục trặc rồi. À xin lỗi ạ, bị cái gặp trục trặc rồi. Nhưng mà cái má này thì vẫn ăn được thôi. Rồi, 1, 2, 3, 4 băng cho cẩn thận. Ôi dừng. Rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó anh em ạ. Một lần thì có thể là rùa, nhưng mà hai lần thì chắc chắn là tính toán hết rồi anh em ạ. Một tay cho Đỗ Khải, tỷ số được rút ngắn xuống thành cho idol của chúng ta và những gương mặt không thể giấu nổi những nụ cười của Ankade và người bạn ngồi cạnh. Quá tuyệt vời. Đại bàng tung cánh. Game đấu thứ tư nào. Bi 1 nằm đúng rồi. Bi cái ở giữa bàn, bi 2 có đường riêng. Lại dừng ra lệnh cho bi cái lại giao tiếp rồi. Đây chính là điều mà tôi lo lắng đây. Quá hay luôn. Bi cái ôm bi 7 và được bảo kê bởi con bi 9 so với bi 4. Do gà thì phải. Không được. Rồi, liệu rằng có hở con 4 hay không? Có vẻ như là không còn đường ăn bi 4 anh em ạ. Rồi chặt luôn. Nhưng lắc lồ mất rồi. Mà có vẻ như đây là một tình huống con 4 còn đường anh em ạ. Đã có một tiếng lắc lồ rồi. Đấy tôi nói mà lại chắc chắn là tỏ ra bình tĩnh thôi. Nhưng bên trong là nước mắt là biển rộng anh em ạ. Ngầu ngay lập tức để tập trung đánh con bi 9 này. Rồi và hai đều, đại bàng vừa tung cánh. Tỷ số được san bằng dành cho Đỗ Khải. Lắc lồ mất rồi, một tình huống mỏng quá của Đỗ Khải. Quá ngọt luôn. Giữa lồ. Úi giời, tuyệt vời. Còn một mỹ từ nào có thể dành cho Đỗ Khải ở con số 6 vừa rồi. Một cú. Một tình huống điều hơi sai phê của Đỗ Khải. Một tiếng móc bị cái với 9 luôn. Rồi. Còn này mà trượt thì gọi là buồn cười luôn.
Rồi 4-2 mất rồi anh em ạ. Đi thì ăn B2 nhưng hóa ra lại là B cái anh em ạ. Lại một lần nữa gặp vấn đề rồi, nụ cười trở lại trên đôi bàn môi của đôi cánh đại bàng. Bị cái. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Bốn ba dành cho Đỗ Khải. Nào bị cái dừng lại. Chỉ ở đấy thôi, đừng đi đâu nữa cả. Để tỷ số sẽ chính thức là 3-4 dành cho Đỗ Khải. Như vậy là build từ số 1 và số 5. Bị số 2 thì sau khi va chạm với bị số 3 thì đã có một má đánh thuận lợi. Lắc lùa mất rồi. Lắc lỗ hai con bì đơn rất đơn giản. Lại là một tình huống lắc lỗ của Martin. Đây rồi, lại cùng xem. Rồi, cuối cùng là quyết định phòng thủ rồi. Quá tuyệt vời luôn. Cứ gọi là luôn. Lỗi rồi. Rồi, tuyệt vời. Bạn này nếu mà đánh nhẹ nhàng thì khả năng sẽ va chạm với bị số 8. Không, như vậy là vẫn còn một tình huống đủ lực để ăn bị số 4. Quá đơn giản luôn. Đó là những tình huống làm bạn với bị cái của Đỗ Khải. Thành công. Tỷ số được san bằng là 4-4. Chém luôn rồi. Bóng đã đi hơi dày một chút và vừa rồi đã có một tình huống Usain Bolt đã chạy nhanh hơn cả Bi anh em ạ. Rồi ôi, bây giờ là mắc tê rồi, chưa mắc tin anh em ạ. Tính toán cộng 9-0 hay là vẫn một ăn chắc từng Bi một. Rồi, bị cái được rồi, không vấn đề gì cả, chỉ chạm mà thôi. Cơ hội đấy rồi, cơ hội để Khải Tóc Dài lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Cậu ăn luôn. Tỷ số là 5-4. Tôi nói rồi mà lại. Ôi, cú phá hơi tẹt cơn, vẫn ăn 8 anh em ơi. Nó gọi là tính hết rồi. Mặc tề quyết định cộng bị số 9 chăng? Rồi, một tiếng cộng bì để san bằng tỷ số 5-5. Đỗ Khải thì sao? Thành công tiếp theo. Bị cái đâu rồi? Bị cái rơi xuống lỗ chăng? Chúng tôi vẫn muốn nhìn thấy bị cái và đã không thấy rồi. Rất đáng tiếc cho Đỗ Khải. Một tiếng va chạm với một bì ở giữa bàn đã khiến cho bị cái không được như mong muốn. Rồi, đã có một tiếng lắc lỗ rồi. Bì 1 thì vẫn đang ở ngay trước cửa lỗ khi ăn bi số 1 chăng? Đúng là như vậy. Và liệu rằng Martin có thể xử lý được hay không? Giữa lồ luôn anh em ạ. Khi mà thời điểm tỷ số là 5-5. Và như vậy là Martin đã hoàn thành xong trận đấu của mình. Kết quả cuối cùng, chiến thắng dành cho Tay Cơ đến từ Tây Ban Nha với tỷ số chung cuộc là 8-5.